coi vậy mỏi tay lắm nhỉ. Quay mày nó dùng lắm. Tối với chị ơi. Anh em ta là một nhà, ngày nhìn chín cho nhau thắm từng nụ hôn, rộn ràng vui vàng vàng sáng những nụ cười, hãy sẵn sàng thắm lên ngọn lửa yêu mến, tình đã cháy anh em ta cùng đồng lòng, để tình yêu cho ai thiếu tình buồn tình, để niềm vui cho ai sống đã có đời, hãy sẻ chia cho nhau tình yêu Giêsu. Cùng về đây anh em ta là một nhà, một niềm tin Giêsu chính là bàn tin, bàn tin đó ta yêu ta như ngày nào trên đỉnh đồi xưa kia ngài đã yêu biết vì tình đó hay yêu hết mình cùng dạy chưa yêu thương những người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.